chào mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu dòng xe SX265 hai cầu trợ lực lái mới về tại cửa hàng, đẹp biết luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thái Nguyên riêng đẹp. Ghế còn mới tinh luôn. Đây là nước nha, nước nước nha, nước xịt trong nước. Cái hộp đó nè, còn đồ nghề của nó còn. Lái nha.